Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra, khảo sát dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua tỉnh Bạc Liêu, thăm dự án điện gió và làm việc với các nhà đầu tư điện gió tại Bạc Liêu. Khảo sát vị trí tuyến đường đi qua tỉnh Bạc Liêu tại xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết đây là dự án rất cần thiết, người dân đang mong đợi nên phải khẩn trương triển khai. Việc xây dựng tuyến cao tốc phải ngắn nhất, thẳng nhất có thể, nghiên cứu mở các nút giao phù hợp để mở ra không gian phát triển mới dọc tuyến cao tốc. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đẩy nhanh khâu chuẩn bị đầu tư, xây dựng dự án tiền khả thi, chọn tư vấn thiết kế, thẩm định, phê duyệt, chọn nhà thầu thi công kịp thời, khách quan, không chia cắt dự án, mỗi dự án phải có tổng thầu, đặc biệt trong quá trình đó tránh tiêu cực tham nhũng. Cùng với đó, triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bố trí điều hòa vốn còn thiếu do vượt tiến độ, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan. Thăm dự án điện gió và làm việc với các nhà đầu tư năng lượng tái tạo về phát triển năng lượng tái tạo tại Bạc Liêu và Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam, trong đó có tỉnh Bạc Liêu, có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, cụ thể là điện gió, điện mặt trời. Những năm qua, Việt Nam có cơ chế khuyến khích phát triển điện gió, song hiện nay giá điện gió ở Việt Nam đang cao hơn so với thế giới và so với các nguồn điện khác. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư đang muốn đầu tư điện gió tại Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu phải xem xét lại việc đầu tư năng lượng tại Việt Nam, đặc biệt là về giá điện gió. Bên cạnh đó, trong nước phải chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt nghiên cứu phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo. Các nhà đầu tư, địa phương nghiên cứu tổ chức mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển điện gió, kết hợp sản xuất hydrogen, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Thủ tướng hy vọng với quan điểm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, với các đề nghị của Thủ tướng được thực hiện, công nghiệp điện gió Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Trong chương trình công tác tại Bạc Liêu, chiều ngày 4 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh Bạc Liêu cho biết, năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn, song tỉnh đã nỗ lực cố gắng và dự kiến có 15 trên 20 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt mục tiêu đề ra. GDP ước cả năm tăng 9,6%, cao hơn ước chung của cả nước là 8%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 4,1 nghìn tỷ đồng. Nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Công nghiệp của tỉnh có mức tăng trưởng tích cực. Hiện tỉnh có 8 dự án điện gió hoạt động hiệu quả với tổng công suất là 469,2 MW, đứng thứ 3 cả nước. Tổng sản lượng điện gió đạt trên 2 tỷ kWh một năm. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được chú trọng, an sinh xã hội được bảo đảm, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, người nghèo, người dân, người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Tỉnh Bạc Liêu đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành xem xét một số nội dung về phát triển năng lượng, đầu tư cao tốc nối cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tới tuyến đê biển Bạc Liêu, đầu tư tuyến đường ven biển Bạc Liêu, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Bạc Liêu, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và một số vấn đề liên quan quản lý đất đai, khoáng sản, hỗ trợ người dân mua bảo hiểm xã hội. Thủ tướng đồng tình, đánh giá cao, biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã nỗ lực phát huy tiềm năng thế mạnh, đạt nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Thủ tướng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế mà Bạc Liêu cần khắc phục như lạm phát trên địa bàn cao hơn mức cả nước, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 chỉ đạt khoảng 58,1%, thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư còn hạn chế, nhất là vốn FDI. Hạ tầng y tế, giáo dục còn hạn chế. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ 55 trên 63. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Người đứng đầu Chính phủ lưu ý tỉnh coi trọng và đẩy mạnh công tác quy hoạch, trong đó quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, chiến lược, vừa phát huy tiềm năng, thế mạnh, vừa khắc phục hạn chế. Trong quy hoạch phải dành đất thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và của cải vật chất. Tỉnh cần tiếp tục phát huy năng lượng tái tạo theo hướng đưa Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia, đẩy mạnh công nghiệp chế biến, gắn với sản phẩm nông sản chủ lực. Trong phát triển du lịch, tỉnh cần phải nâng cao chất lượng, tính đa dạng các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, gắn với truyền thống văn hóa lịch sử đặc sắc.
Về các đề xuất kiến nghị của Bạc Liêu, Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý xem xét và cơ bản đồng tình với các ý kiến của các bộ ngành. Cùng với cho ý kiến đối với từng kiến nghị cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Bạc Liêu để giải quyết trên cơ sở bảo đảm đúng quy định, phù hợp với tình hình chung và đặt trong mối quan hệ với cả vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trên tinh thần tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để khơi thông cho sự phát triển, không vướng mắc nào là không thể xử lý.